chúng con trong cõi đau thân đời mẹ Chúa, lòng thân đời tìm đời Chúa Giêsu thương xót so Chúa. Cầu nguyện cho linh hồn cho cố Phêrô của chúng con. Trong lúc cha cố Phêrô còn sống, nếu cha cố Phêrô có làm điều chi mà quý ông bà cô bác và anh chị em cảm thấy buồn phiền, thì mong quý ông bà cô bác anh chị em thương tình bỏ qua cho cha cố Phêrô. Xin quý cha, quý mai sơ, quý dì, ông bà cố Phêrô mau được về hưởng nhân Chúa. Chúng con xin cảm ơn. Amen.
Đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang nước Cha trị đến, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng những nên trời Chúa Thánh Thần xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu nan đời con phong Siêu Phi Lan Tô chịu đóng đinh trên cây thánh giá chết và tan xác ngày thứ ba mời trong kẻ chết và sống vô cùng ngày sau mời trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông tâm, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chúng con cậy vì gân Chúa nhân từ cho linh hồn đầy cả Phêrô được đến chốn nghỉ ngơi, hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng đang vui vẻ vô cùng. Amen. Jesus Maria, Giuseppe, Maria, Giuseppe.
Giêsu Maria Giuse con mến yêu, linh hồn thầy cả Phêrô. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, linh hồn thầy cả Phêrô. Chúng ta tin những lời cầu nguyện chân thành của chúng ta sẽ được Chúa chấp nhận. Xin Chúa dùng tới giây phút này để yên ủi gia đình chúng con, cũng như là gửi tới tất cả mọi người trong gia đình của cha cháu của chúng con. Chúa buồn khích lệ để chúng ta chăm lo việc sau cùng cho cha giáo thật sự tốt đẹp. Chúng con xin hết lòng cảm ơn Chúa và cùng cha giáo. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa. Rồi, bây giờ đại diện gia đình đúng không? Và quen đúng không? Tôi có nhiều kỷ niệm xảy ra. Có rồi, gặp được.
chị em và hùng trang kính thưa cộng đoàn Vũng Vụ, hôm nay chúng ta họp nhau đây cùng nhau cầu nguyện cho cha cố Phêrô, và ở đây đa số các cha gốc Năng Cù nhớ ơn cha cố là cha sở, từng là nguyên cha sở của Năng Cù. Chúng con về đây để xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho cha. Đặc biệt năm 91 cha về Năng Cù là cha giới thiệu con là người đầu tiên ở Năng Cù để đi vào chủng viện, con ơn ấy còn ghi nhớ trong lòng, và đa số anh em gốc Năng Cù trẻ, linh mục trẻ sau này cũng được cha cung mang cầu nguyện và nâng đỡ cho. Giờ đây anh em chúng con cùng hiệp nhau đây để hướng về Chúa cầu nguyện cho cha. Xin cộng đoàn phụng vụ cùng hiệp ý cầu nguyện cho cha cố Phêrô. Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành một nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã hoàn hồi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều theo sau. Đổi lại tôi. Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã chọn người anh em chúng con là cha cố Phêrô làm linh mục của Chúa như các tông đồ để rao giảng tin mừng và cử hành bí tích. Giờ đây người đã hoàn thành nhiệm vụ, xin cho người được vui mừng chiêm ngưỡng thánh nhang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chúc sắc khôn ngoan, linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa và nỗi thống khổ của sự chết không đụng tới các ngài. Đối với con mắt những người không nhìn vì các ngài đã chết và vì các ngài ra đi thì coi là bất hạnh. Vì các ngài lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong. Nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an. Dẫu theo mắt người đời thì các ngài chịu khốn khổ, nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử, sẽ được hưởng muôn vàng ân phúc tử vàng trong lòng và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiên. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những người Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu họ cũng ở đấy với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con.
vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và con sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha yêu con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà, cô bác, anh chị em, chúng ta đang quy tụ tại gia đình của cha cố Phêrô Lê Văn Quang để chúng ta cùng nhau cử hành thánh lễ. Thánh lễ này với một cái tâm tình rất là đặc biệt. Nét đặc biệt thứ nhất đó là chúng ta là những người yêu mến cha cố Phêrô, nhất là với các linh mục đang chủ tế trong thánh lễ này, thì các linh mục đa số xuất thân từ họ đạo Văn Vù, và đặc biệt là trong thời gian cha cố Phêrô làm cha sở ở họ đạo Văn Vù, thì với đời sống đạo đức, với đời sống hăng say nhiệt thành, thì Ngài đã trở thành mẫu gương để cho nhiều người nhìn vào Ngài. Và cũng như với những anh em chúng tôi, thì qua mẫu gương của Ngài, chúng tôi gặp được ơn gọi mà Chúa đã mời gọi. Để rồi với những lời giới thiệu của Ngài, với lời cầu nguyện, với đời sống gương mẫu của Ngài đã trở thành động lực để tất cả những ơn gọi xuất phát từ năng ngù giờ đây cũng đã trở thành linh mục, và giờ đây các linh mục đó đang hiện diện trước mặt quý ông bạn chị em để dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Phêrô, như bày tỏ lòng yêu mến, sự biết ơn đối với Ngài. Và thánh lễ ngày hôm nay cũng nên mang nét đặc biệt, bởi vì đây là thánh lễ cuối cùng mà chúng ta dâng để cầu cho cha cố Phêrô, người thân của chúng ta đây. Ngài là một mục tử đầy hăng say, nhiệt thành, và nhất là Ngài đã luôn chia sẻ khó khăn với những người có những hoàn cảnh khó khăn. Nhất là Ngài quan tâm đến việc học hành cho con em trong giáo xứ. Ngài dành tất cả những số tiền Ngài có để làm cho các em thiếu nhi cũng như các em trong giáo xứ mà đi học, thì Ngài sẽ lo cho về vấn đề học phí. Để rồi chính nhờ những hy sinh rất âm thầm nhưng lớn lao đã làm cho giáo xứ Năng Gù ngày hôm nay cũng có thêm nhiều những nhân tài để phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thể nói mặc dù cha cố Phêrô của chúng ta được Chúa gọi trong tuổi già, thế nhưng khi được biết Ngài được Chúa rồi thì ai cũng cảm thấy tiếc nuối và cảm thấy rất là đau buồn, bởi vì hình ảnh của Ngài đã đi sâu vào trong lòng của mọi người. Chúng ta ngày hôm nay quy tụ đây cũng không gì khác hơn là muốn bày tỏ tình yêu, sự quý mến của chúng ta đối với cha cố Phêrô. Và với Ngài lúc này thì Ngài đang rất cần những lời cầu nguyện, những thánh lễ, và chúng ta cầu nguyện tưởng nhớ đến Ngài.
Và vì vậy chúng ta yêu mến Ngài, thì mỗi người chúng ta trong những ngày tháng sắp tới, chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho Ngài, cũng như dâng nhiều thánh lễ để người thân của chúng ta đây sớm được về hưởng hạnh phúc bên Chúa. Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe cho chúng ta bớt đi những đau buồn trước sự mất mát khi cha cố Phêrô rời xa chúng ta. Bởi vì lời Chúa nói cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài đã yêu mến chúng ta, và những người mà được Chúa Giêsu yêu mến thì Ngài muốn rằng Ngài ở đâu thì tất cả những người Ngài yêu mến cũng sẽ ở đó. Cha cố Phêrô của chúng ta là người được Chúa yêu mến, để rồi Ngài được trở nên con cái của Thiên Chúa, và Ngài còn được trở thành tông đồ qua sứ vụ linh mục. Ngài đã trung thành trong ơn rồi, để rồi luôn làm sáng danh Chúa cho đến trọn đời. Và chúng ta tin rằng với những gì mà cha cố Phêrô của chúng ta đã nỗ lực làm sáng danh Chúa, thì giờ đây Chúa cũng sẽ tuyên xưng Ngài trước mặt Chúa Cha, như Chúa Giêsu đã hứa: ai tuyên xưng ta trước mặt người đời, ta sẽ tuyên xưng kẻ ấy trước mặt Cha ta đứng ở trên trời. Vậy chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho cha cố Phêrô của chúng ta, và chúng ta tin chắc rằng khi Ngài về nước thiên đàng, Ngài cũng sẽ không quên cầu bầu lại cho chúng ta, nhất là những người mà Ngài luôn yêu thương và đã hy sinh cả một đời để phục vụ. Xin Chúa ban phần thưởng cho cha cố Phêrô của chúng ta, và xin cho mỗi người chúng ta cũng giữ mãi hình ảnh của cha cố Phêrô, để rồi trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cố gắng noi gương đời sống của cha cố Phêrô, để cũng biết làm sáng danh Chúa, để đến một lúc nào đó Chúa mời gọi chúng ta ra khỏi cuộc đời trần thế này, chúng ta cũng xứng đáng ra nhìn đón Chúa. Giờ đây chúng ta tiếp tục thực hành thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Phêrô của chúng ta. Nguyện đi lời của tôi cũng là quan chiêm được Thiên Chúa là Cha còn nánh chấp nhau. Lạy Chúa vì mầu nhiệm thánh chúng con dân, xin Chúa cho linh mục Phêrô được chiêm ngưỡng tỏ tường đến người đã trung thành phụng sự khi còn ở dưới thế, là chính Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ân cứu độ cho chúng con, vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết. Hơn nữa một mình người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tiên xưng rằng: hân hân hân, Chúa là Thiên Chúa các cao minh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa tôn đứng ngự lên nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình
người cầm lấy văn ta ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị lọt vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng ta ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lòng trình Chúa chịu chết và hy sinh Chúa sống lại cho lời ghi Chúa. Lạy Chúa, xin nghe đến hồi thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu đi kim toàn hồi thánh trong đức mình. Cùng dây Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse giao phần chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Giacôbô Phêrô mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho Thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Dâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sao chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Giêsu Kitô Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đói thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng so tội trần gian, quốc cha được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngưỡng làm nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành hẳn. Rồi mà con người nằm yên giấc ngủ, mặt nhắm lại rồi là thấy tương lai trọn kiếp người.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa nhân lành, chúng con vừa dự tiệc thánh thể là bí tích ban sự sống. Chúng con cầu nguyện cho linh mục Phêrô, Chúa đã trao cho người quyền phân phát những ân sủng dồi dào của Chúa. Xin Chúa cũng cho người được hưởng tận nguồn ơn cứu độ như người hằng mong ước khi còn ở trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Con là đi lễ để tròn niềm trong Chúa muôn đời, nơi ngàn lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha ban ngày, con muốn Chúa ở đâu thì cho cha cố Phêrô xin gửi lời cảm tạ đến các quý cha, quý mai sơ, quý vị, quý ông bà cô bác và anh chị em đã đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn cha cố Phêrô. Cô bác và anh chị em tiếp tục dâng lời cầu nguyện để linh hồn của cha. Oh.
Lênh đênh trên dòng đời, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Tháng năm qua trần thế hao huyền nhân chiêm con trong mê đắm phù hoa, hôm nào ra đi vinh biệt đời tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa tình yêu mến nhau ngày qua sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua tình Chúa kêu.